Phật Thích Ca Mâu Ni hay Bậc Đại Giác vẫn luôn cho ta câu trả lời về những khía cạnh cơ bản nhất của cuộc sống và niềm hạnh phúc qua từng lời dạy của Ngài. Đức Phật dạy ta cách sống đơn giản và phổ quát. Tổng công ty du lịch và cung ứng đường sắt Ấn Độ, tàu du lịch Phật giáo màu trắng đưa bạn đến với hành trình giác ngộ của Đức Phật. Bạn sẽ được trải nghiệm hành trình dài 8 ngày 7 đêm, đi tới một vài trong số những điểm đến quan trọng nhất liên quan tới cuộc đời của Đức Phật, phải kể tới Lumbini, Bukaya, Sanath, Kushinaka, Ragi, Nalanda, Shravasti và cả Agra. Mở đầu hành trình với lễ chào mừng biểu tượng của Ấn Độ. Chọn một trong hai loại chỗ nghỉ thoải mái có điều hòa. Thưởng thức các món ăn xa hoa từ Ấn Độ và quốc tế. Trong nhà hàng trên tàu được phục vụ bởi phòng bếp đẳng cấp thế giới. Nhân viên phục vụ trên tàu của chúng tôi làm việc 24/24 để khiến bạn thấy thoải mái như ở nhà. Nó như một khách sạn trên tàu. Đó là điểm độc đáo của con tàu du lịch sang trọng này. Kết an toàn và máy quay CCTV đảm bảo an ninh cho con tàu. Hành trình tâm linh này sẽ đưa bạn đến Lumbini ở Nepal, quê hương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nơi đây cũng nổi tiếng với chùa Maya Devi. Tên ngôi chùa được đặt theo tên của mẹ Đức Phật. Du khách sẽ nghỉ ngơi ở các khách sạn tại điểm đến đã chọn. Hành trình cũng sẽ đưa bạn tới Bukaya, nơi Đức Phật đặt giác ngộ. Chùa Mahabodhi đem đến sự bình yên và thanh thản cho tất cả khách tham quan. Hành trình cũng sẽ đi qua Rakir, nổi tiếng với trúc lâm tịnh xá và núi linh thú. Nơi Đức Phật ở lại vài năm để thiền định và thuyết giảng. Chuyến đi cũng đi qua Nalanda, trường đại học lâu đời nhất thế giới và là địa điểm Phật giáo quan trọng. Chuyến đi sẽ đưa bạn tới Sarnath gần Varanasi, nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên. Với sự trợ giúp của những hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm, du khách sẽ có đủ thời gian khám phá mọi địa điểm. Chuyến đi thuyền yên bình ngắm lễ Ati vào buổi tối trên sông Hằng linh thiêng sẽ khiến bạn bị mê hoặc. Khi ở trên tàu Phật, du khách có thể sạc lại năng lượng với máy massage chân hoặc đọc sách ở thư viện mini. Chuyến đi cũng đi qua Kushinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chuyến đi cũng sẽ đi qua Shravasti. Người ta nói Đức Phật đã dành Chaturmasa thứ 24 ở đây, khoảng thời gian 4 tháng thần thánh. Cuối cùng, trước khi trở về New Delhi, chúng ta sẽ tới thăm một trong 7 kỳ quan thế giới,
đền Tam Hà tráng lệ. Người xưa có câu, hành trình quan trọng hơn đích đến. Tương tự, tàu du lịch Phật giáo của IRCTC, một đoàn tàu màu trắng bắt đầu hành trình tâm linh với những trải nghiệm sâu sắc bạn.